hòa đồng và những người có tinh thần yêu nước và những người có chánh nghĩa, có cái tâm đạo đức tốt thì mới góp sức cho quốc gia, chứ không phải như thời nay có tiền là mua bằng mua chức. Rồi cũng phải như mấy bác giống cứ ôm hận thù mấy chục năm, ôm hoài ôm xuống mồ luôn á, hơi phí thời gian á, cũng chẳng đi tới đâu. Có người của mình á mà ôm hận á, quý vị biết cái thằng hồn nó sẽ đi về đâu? Nó đi vào một cái ống thuốc, giống cái ống nha, giống như ống cống vậy, đen thôi vậy, xoáy trong đó. Thì cái thằng hồn mà rất là hận thù ác á, sẽ khó đầu thai lắm, đi hàng tỷ năm có thể là không bao giờ đầu thai thành người nữa, hàng tỷ năm luôn cũng không, chưa chắc đầu thai thành người đó, khi đã vào cái ống xoáy đen đó rồi. Cái người mà có đại phước á, thì bị bắt xuống địa ngục rồi xả cái nghiệp ở dưới giống diêm vương, rồi còn quà đầu thai làm con thú bò bốn chân, con chó con heo, đây là ta mổ thịt xẻ lợn bò nữa thì là có phước đó. Bởi vì trong kinh Địa Tạng nói người nào mà có đại phước á, là xuống dưới địa ngục có chết một lần, tại xuống dưới mình chết rất là nhiều lần mà mình vẫn có cảm nhận nha, lục giác mình vẫn còn đau, biết sợ đau, biết sợ hết. Rồi lúc đó quỷ tới nó cắt lưỡi hay ôm cục đồng đều có hết. Đó là thật, chuyện đó kiểm chứng rồi, chuyện đó từng đi xuống dưới cứu nhiều người được biết. Rồi đó, ngày Địa Tạng đứng bên đó, cũng anh mình cũng xả cái ngọn gió, gọi là gió xảo phong. Thì khi có ngọn gió đó, những cái thân hồn sẽ sống lại, chứ không phải những này bác sĩ bỏ ống rồi vô rồi đập tim mà mình sống không có. Ở dưới ngọn gió xảo phong cái là mình sống lại. Ngày Địa Tạng ổng làm cái nhiệm vụ sống lại, rồi sao vừa sống lại mở mắt ra thấy con quỷ nó bò tới, nó tính nuốt mình nữa. Tại trên này mình làm nhiều chuyện ác quá, ngoại tình nhiều quá, hố lộ nhiều quá, sân trước sân sau nhiều quá, mưu kế độc ác nhiều quá, chơi bùa chơi nhảy hại người nhiều quá thì sẽ bị như vậy. Nhưng có những thằng hồn sẽ bất hạnh hơn là đi vào cái ống đó, mà Kiều nói bởi vì nói là khi mà mình mang thân người á, cũng giống như con rùa mà ở giữa bốn dòng sông nước chảy xiết, đội lên gặp cái khúc cây đó là con rùa đó, cái đó cả trăm năm ấy là chưa chắc xảy ra. Làm đầu thai mang thân người hôm nay, biết được thiên tâm, biết được thiên tướng kiệt, biết được thời đoạn thế, là người đó có đại phước, mà không biết thì người đó rất là mất phước, không có đủ phước, khó làm người. Khi mà mình trả một cái nghiệp mà mình vô tình hay là cố ý vì một chút quyền lợi ở trên thế gian này mà mình làm những chuyện đó, có gì thấy thật là không quá đáng. Thế nói chuyện này không cần ai tôn vinh, cũng không cần ai khen, và cũng không cần ai nịnh hót hay gì hết, cứ rất là bình thường. Chuyện làm sai, tất cả đệ tử xung quanh có quyền lên trên Facebook thời buổi tự do mà cứ nói. Cái chuyện này đầu đợi trời, chân đạp đất, lời thật nói thật, nói từ cái tâm, không có nói bằng hoa mỹ, cũng không có nói bằng cái óc, nói bằng sự thật. Mà sự thật nó quá sức diệu kỳ và quá sức ngoài cái sự tưởng tượng của loài người. Thì quý vị cứ thấy dùng cái chữ ngoài tưởng tượng của loài người, thì quý vị dùng ngoài sự tưởng tượng của Putin đi, nó có nghĩ là nó sẽ thắng thằng chuột nhắt, nhưng mà cuối cùng nó thua đó. Quý vị có nghĩ thử mà là mình qua 2-3 mùa Covid, chuyện tự nhiên cả thế giới chết rập mấy chục triệu người không? Quý vị có tưởng tượng một đêm sáng thức dậy là Sierra nó động đất cái là biết nhiều người chết. Rồi nước Việt tự nhiên bây giờ là quán vắng điều hiu, sinh viên đại học bây giờ phải chạy shipper.